Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói và bình luận về tin tức ở cuộc chiến Ukraine và Nga. Thì có thể nói là cuộc chiến đã diễn ra vào gọi là ngày thứ 314. Có thể nói đây là một cuộc chiến khốc liệt và dài dẳng giữa Ukraine và Nga và chưa có dấu hiệu hội kết khi mà bên phía Nga Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ kế hoạch 10 điểm của phía Ukraine do phía Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra. Và lần đầu tiên thì phía Ukraine đưa ra một cái lập trường mới thưa quý vị. Và do Bộ trưởng Ngoại giao hay Ngoại trưởng Ukraine là Dmitry Kuleba đã tuyên bố những quốc gia mà giả vờ trung lập thì đồng nghĩa với việc đứng về phía Nga. Nói chung là Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine lên án những nước mà bỏ phiếu trắng ở Liên Hiệp Quốc gọi là giả vờ trung lập nhưng mà ukraine cho rằng đó là những quốc gia đứng về phía nga nhưng mà không lỗ mặt thưa quý vị đây là một cái lập trường mới của ukraine khi liệt vào thay vì công nhận cái tính cách trung lập đứng giữa trung dung của một số quốc gia thì họ cho rằng là phải đứng về phía ukraine một cách rõ rệt rõ ràng chứ không chơi cái trò lấp la lấp lẫn và từ cái việc mà đứng trung lập như thế thì Ukraine bây giờ liệt vào là đứng về phía Nga thì quý vị thì đương nhiên có nhiều quốc gia trên thế giới không phải ai cũng đồng ý với Ukraine hoặc đồng ý với Nga nhưng mà vì cái mối tương quan giữa các quốc gia trên nên một số quốc gia trên thế giới không chọn phe mà đứng giữa hay còn gọi là đứng cửa giữa thì chúng ta cũng biết rằng có 141 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ cho Ukraine nhưng mà cũng có 43 quốc gia khác đứng trung lập vân vân thưa quý vị hoặc là có nhiều quốc gia khác thì ủng hộ cho đường lối của Nga chẳng hạn như Syria như là Triều Tiên vân vân thưa quý vị lập trường của Trung Quốc thì cũng trung lập đứng cửa giữa trên thừa vậy là như vậy. Trung Quốc vẫn viện trợ nhân đạo cho phía Ukraine vân vân. Và nhiều quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết đã hỗ trợ cho phía Ukraine từ rất lâu. Kể từ khi mà Ukraine bắt đầu tách ra khỏi Liên bang Xô năm 1992. Thì đường lối của Ukraine dần dần thân phương Tây và dần dần có vẻ là phát xít hóa, tân phát xít hóa và kỳ thị người Nga, chống người Nga vân vân thưa quý vị và thậm chí có những vụ bắt giết trả thù người Nga trên lãnh thổ Ukraine. Điều đó dẫn tới cuộc chiến ngày hôm nay nhân sự ngấm ngầm đã bắt đầu từ rất lâu khi mà từ cái thời Stalin, chúng ta xin trở lại từ thời Stalin thì đã có những sự di dân của người nga đến những vùng đất thuộc bốn tỉnh bây giờ mà trước đây thì thuộc miền đông của Ukraine và bây giờ thì trên danh nghĩa là sát nhập vào nước nga vân vân thì tổng thống Vladimir Putin bác bỏ kế hoạch hòa bình 10 điểm của tổng thống Vladimir của Ukraine là ông Zelensky và cho rằng là không thực tế với tình hình bốn tỉnh đã được xác nhập vào nga và bán đảo Crimea trong khi phía Ukraine thì nhất quyết không trừ bỏ bất cứ một phần lãnh thổ nào dù đã mất về tay của Nga gần 100.000 km vuông thừa quý vị. Và phía Ukraine thầy quyết là sẽ tái chiếm lại Crimea trong thời gian tới. Trước đây thì cho rằng là trước năm 2023, còn bây giờ thì dường như là không thời hạn. À, tiếp theo thì phía Ukraine đang kỳ vọng và hy vọng vào một ứng dụng đặc biệt do Ukraine à, coi như là làm ra. Đây là cái ứng dụng của cục tác chiến quân sự của Ukraine mang mật danh là ứng dụng Delta. Thì ứng dụng này giúp cho các đơn vị tác chiến của Ukraine nhận biết tình hình địch ta một cách hết sức uh, chính xác qua các uh, màu của các uh, đơn vị và phiên hiệu quân sự của nga đóng quân, những đơn vị pháo binh tăng thiết giáp truyền tin rồi bộ binh thì đều được thu thập uh, hàng giờ và được uh, coi như là cập nhật hàng giờ để cho bên phía ukraine các vị sĩ quan có thể tải về và biết một cách chính xác tình hình của quân địch theo thời gian gần như là thời gian thật. Và ứng dụng này nó thu thập từ cái uh, tin tức tình báo diện địa, rồi tin tức tình báo quân sự, tin tức tình báo dân sự, tin tức tình báo hải ngoại và tin tức tình báo từ vệ tinh uh, phía Nga đã cảnh cáo phía hoa kỳ là không được cung cấp tình báo vệ tinh cho phía ukraine nhưng phía ukraine đã mua những tin tức gọi như những hình ảnh vệ tinh từ những công ty thương mại và hình ảnh thì liên tục cập nhật để mà có thể hiển thị trên ứng dụng delta mà phía Ukraine gọi là ứng dụng của cục tác chiến uh, diện địa. Tức là những người lính Ukraine, những đơn vị tác chiến của Ukraine có thể vào ứng dụng Delta này và nhấn vào uh, ứng dụng tùy theo từng vùng thì sẽ được hiển thị các đơn vị tầng pháo thiết giáp của uh, Nga, vị trí chỉ huy, các uh, vị trí uh, của lực lượng tiếp viện tiếp ứng vân vân nói chung thì phía Ukraine hy vọng là với cái ứng dụng này có thể thay đổi tình hình chiến trường và giúp đỡ cho các vị sĩ quan chỉ huy lực lượng chiến đấu chống người nga một cách hiệu quả hơn đó là cái sự hy vọng và kỳ vọng của họ khi mà họ làm ra cái ứng dụng Delta này ứng dụng Delta này thì uh, chưa đến mức mà tinh vi để có thể đưa ra những giải pháp đối phó nó chỉ mang cái tính chất uh, thông báo thông tin cập nhật liên tục cho những vị chỉ huy còn trong tương lai nếu mà sử dụng những cái công nghệ uh, trí tuệ nhân tạo thì có thể uh, đưa ra những cái quyết định uh, trên chiến trường vân vân chẳng hạn đánh giá những mục tiêu có những cái giá trị cao thấp khác nhau rồi có thể đưa ra những cái lời xin lỗi những lời khuyên nói là nên đánh vào vị trí nào thì hiệu quả nhất vân vân thì đó là cái mục tiêu mà của các quốc gia cường quốc trên thế giới họ đang là mà những cái ứng dụng mà có thể nói là thế hệ 5.0 về tình hình quân sự cập nhật quân sự để cho những người chỉ huy có thể biết rõ là địch quân đang cách vị trí tiền tiêu bao xa, số lượng và coi như những đơn vị nào cần phải bị đánh trước vân vân, đánh trận tầm xa. Thì qua cái chuyến đi đặc biệt của ông uh, tổng thống uh, Volodymyr Zelensky đến Hoa Kỳ và gặp tổng thống uh, Joe Biden cùng với quốc hội Hoa Kỳ để mà xin cầu viện rồi quý vị. Thì tin tức cho biết là uh, phía Ukraine đã có 14 dàn uh, hỏa thần tức là những xe phóng hỏa tiễn tầm xa cơ động hai mars với tầm bắn lên tới sắp xỉ 94 km và cơ động với cái tốc độ là 85 km trên giờ và cái tầm xa mỗi lần đổ đầy xăng là 500 km mà mỗi lần phóng loạt có thể phóng tới 6 tên lửa tầm xa và đánh với cái độ chính xác cực kỳ thưa quý vị là 0.9m cứ chấm tọa độ trong vòng 95 cây số là nó có thể khai hỏa một cách chính xác với uh, 6 đầu đạn tên lửa và nếu mà có những xe có bệ phóng và những xe mà tiếp đạn thì nó có thể uh, tục tấn công. Thì hiện nay bên phía Nga cũng chưa có một hệ thống nào mà chống đỡ được hệ thống hỏa thần HIMARS của Mỹ thưa quý vị. Những loại phòng không hoặc là những loại cảnh giới chỉ trong tầm 20 km mà nó phát hiện được những quỹ đạo của đầu đạn tên lửa, hoặc là các đạn rocket để mà phản pháo thì phía Nga chỉ có những loại radar cảnh giới trong cái tầm 20 km để mà phản pháo do đó rất khó để mà phản pháo với các loại như HIMARS khi mà nó tấn công vào mục tiêu mà phía Nga thì căn cứ vào cái đường đạn của cái hành trình cuối của những đầu đạn HIMARS 190 kg chẳng hạn như vậy thì có thể nói rằng cái quỹ đạo hành trình của các loại hỏa tiễn hay Mars nó thay đổi liên tục trên đường tấn công do đó là không thể mà phát hiện ra cái vị trí đã phóng các loạt tên lửa đặc biệt là với trình bệ phóng di động nó dễ dàng à, di chuyển sang những tọa độ khác lại càng khó để mà tấn công phản pháo vân vân thưa quý vị thì uh, tin tức uh, cũng uh, cho biết là phía Ukraine đã có một cuộc uh, tấn công vào uh, đêm giao thừa vào một căn cứ đặc biệt của uh, phía Nga ở thành phố Krakow có thể nói đây là một cái tổn thất lớn cho phía Nga có đến uh, 89 gọi là tử vong thưa vị 89 người đã tử vong trong đó có quân binh lính cùng với sĩ quan và hàng trăm người đã bị thương vong thì tin tức cho biết là cái số quân binh sĩ của Nga của công ty dân sự tư nhân chiến đấu ở Wagner lên tới 600 người và trong cái đêm mà giao thừa đầu năm thì họ đã tụ tập lên tới 600 người thưa quý vị trong một cái tòa building và kế bên tòa building là một kho đạn và vì vậy khi mà các tên lửa HIMARS đánh tới thì phía Nga đã chặn được hai tên lửa nhưng mà có bốn tên lửa đã trúng mục tiêu và gây ra những vụ nổ kinh hoàng cộng với vụ nổ của kho đạn kế bên khiến cho thương vong rất lớn và tử vong lên tới uh, 89 người tin tức ban đầu thì cho biết 62 người nhưng sau đó thì họ tìm kiếm thêm uh, sau khi uh, mà vụ tập kích đã xong thì họ đào bới những cái uh, đóng đổ nát thì đã tìm kiếm thêm được uh, nhiều uh, người khác cũng đã tử vong và con số tử vong lên tới 89 người. Thì phía Nga rất tức giận và sau đó đã phản pháo và tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và tuyên bố là đã phá hủy được bốn dàn HIMARS cùng với 800 đầu đạn HIMARS cùng với một số cơ sở hậu cần ở tuyến đường xe lửa vân vân à, tuy nhiên phía Ukraine cho biết rằng là đã bắn hạ được 49 máy bay Gerard tức là hỏa tiễn tuần kích của Nga làm theo mẫu Shahed 136 của Iran vân vân thưa quý vị thì uh, tin tức uh, cũng cho biết là qua cái cuộc uh, gọi là cầu viện của Tổng thống Zelensky đối với nước Mỹ thì phía Mỹ cũng đã cân nhắc và sẽ cung cấp cho phía Ukraine hệ thống Patriot, tức là Patriot, tức là hệ thống phòng không tối tân chống các tên lửa đạn đạo, các tên lửa hành trình, các máy bay, bay chiến đấu, máy bay, bay tìm kích tốc độ cao, máy bay, bay không người lái vân vân. Nhưng mà đầu đạn của mỗi một quả tên lửa Patriot trị giá lên tới 4 triệu đô la và thường được gọi là những viên đạn bạc. Và sau khi mà có những tuyên bố như thế thì bên phía Nga, à, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga phải tìm cách uh, tiêu diệt uh, hệ thống uh, Patriot của Ukraine mà Hoa Kỳ đã viện trợ thưa quý vị. Và phía quân đội uh, nga đã lên kế hoạch tác chiến uh, cho biết là sẽ tấn công bằng các loại tên lửa hành trình và sẽ gây quá tải cho hệ thống Patriot và sau đó thì sẽ tiêu diệt. Tuy nhiên trên thực tế thì chưa biết bên nào thắng bên nào hệ thống S 400 của nga hay hệ thống uh, Patriot của ukraine vân vân. Và chúng ta cũng biết là mỗi một xe phóng đạn của Patriot -3 thì có bốn quả tên lửa Patriot, vừa nhắc đến là trị giá mỗi quả lên tới 4 triệu đô la, và cơ cấu thì sẽ có 32 quả tên lửa đi theo một biên đội Patriot, tức là sẽ có 8 xe chở đạn cho một biên đội thưa quý vị thì chưa biết là bên nào sẽ thắng bên nào sẽ như thế nào nhưng mà chắc chắn là hệ thống Patriot của Hoa Kỳ sẽ được dùng để bảo vệ cho Kiev à, trước đây thì hệ thống uh, Patriot của Hoa Kỳ có tầm quét lên tới uh, hàng trăm km bắn hạ nhưng với những cái uh, sự cập nhật tối tân thì hiện nay nó chỉ ở tầm 70 km bán kính và tiêu diệt với nhiều mục tiêu đa tầng, đa tốc độ khác nhau của đối phương. Có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng với nhiều loại máy bay tiêm kích khác nhau thưa vị có khả năng bắt bám nhiều mục tiêu nhưng mà khả năng bắn hạ mỗi lần chỉ có bốn quả tên lửa mà thôi sau đó là phải nạp đạn từ các xe tải đạn vân vân thì trên màn hình quý vị thấy đây là hệ thống tên lửa coi như tấn công tầm xa rất nổi tiếng đang được sử dụng ở Ukraine là phía Ukraine đang có sở hữu 14 gọi là biên đội HIMARS và tin tức qua cái chuyến đi cầu viện của Tổng thống Zelensky thì phía Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho phía Ukraine thêm 18 hệ thống HIMARS, thưa quý vị. Và nhà sản xuất của HIMARS đã tuyên bố là trước đây mỗi năm sản xuất khoảng 64 hệ thống HIMARS tuy nhiên à, bây giờ thì họ sẽ tăng lên khoảng từ 90 tới 100 hệ thống HIMARS. thì theo nhà sản xuất uh, cho những hệ thống HIMARS để cho biết là hiện nay đang rất đắt hàng. À, mỗi năm họ dự kiến phải sản xuất uh, ít nhất là 100 hệ thống HIMARS để xuất khẩu cho nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ đã và đang và sẽ đặt mua hệ thống HIMARS vân vân. Thì với nhiều loại đầu đạn khác nhau, tầm bắn của HIMARS có thể lên tới 300 km. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ đã bị phía Nga cảnh cáo là không được cung cấp những loại đạn tầm xa như thế sẽ đổ dầu vào cuộc chiến và sẽ kéo dài cuộc chiến vân vân. Nhà sản xuất uh, HIMARS uh, cũng cho biết là họ đã nghiên cứu uh, những đầu đạn mới có tầm bắn lên tới 1.000 km. Thưa quý vị là như vậy. Thì uh, với những cái độ chính xác cao cùng với khả năng cơ động khiến cho hệ thống HIMARS uh, rất khó đánh chặn và rất khó bị phản pháo tiêu diệt vân vân Và phía Ukraine đã sử dụng hai uh, mars để tấn công rất nhiều sâu vào các uh, vùng uh, Donetsk, Donbass, vân vân. Tuy nhiên uh, theo kế hoạch thì uh, chưa thấy họ động binh gì để mà tái chiếm uh, Crimea trong uh, 2022 vừa qua và mùa đông thì cũng uh, sắp tới và không biết là mùa đông sắp tới có khắc nghiệt hay không và khả năng tác chiến của phía ukraine như thế nào theo kiểu đánh bạo có gạo mà ăn hay là đánh du kích chiến đánh rồi chạy vân vân thưa quý vị nói chung là tình hình của ukraine cũng không mấy sáng sủa và phía nga thì đã đưa ra đề nghị giải pháp là phía ukraine phải công nhận vào sự thật thực tế là bốn tỉnh biển đông đã sáp nhập vào nga và bán đảo crimea đã thuộc nga vân vân rồi quý vị. tuy nhiên lập trường của ukraine xin nhắc lại là không chấp nhận điều đó vì nếu mất crimea đồng nghĩa với lại mất quyền kiểm soát ở biển đen và mất nhiều cái lợi thế về địa chính trị khác vì Crimea nó giống như một cái yết hầu à, chấn ngang của Ukraine cho nên là cũng chưa biết uh, sẽ giải quyết như thế nào tình hình uh, bán đảo Crimea Thật ra thì nó đã bị phía nga chiếm từ 2014 và đã xác nhập vào Nga từ 2014, vân vân thưa quý vị. Và với cái tình hình và với cái khả năng thực tế của Ukraine thì chúng tôi nghĩ rằng rất khó mà lấy lại được mặc dù bên phía Ukraine đã có những bước tiến phản công chiếm lại 10.000 cây số vuông trong thời gian qua cho đến thời điểm hiện nay là ngày thứ ba trăm bốn của cuộc chiến thì đó là cái tình hình của cuộc chiến Ukraine và Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoặc kết thúc thưa quý vị và ngày 3 tây tháng giêng 2023 thì quốc hội Hoa Kỳ đã đảo chiều và phía đảng Cộng Hòa đã lên nắm quyền do đó Tình hình uh, trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều uh, khó khăn phức tạp, khó đoán cho số phận của Ukraine vì có nhiều vị uh, Cộng hòa cực đoan uh, chống đối việc uh, viện trợ vũ khí quân sự, viện trợ kinh tế cho Ukraine mà họ muốn là phải lo cho nước Mỹ, nước Mỹ trên hết, make America great again thì uh, số phận của ukraine chưa ai biết như thế nào họ phải tự coi như là tự túc tự cường trước cái việc mà cuộc chiến tranh kéo dài phía ukraine cũng thiệt hại về nhân mạng uh, rất lớn và rất là khốc liệt thưa quý vị đã có nhiều trận giao tranh và bơm đạn của Nga đã tàn phá nhiều thành phố của Ukraine và con số thiệt hại cũng đã sắp xỉ 1.000 tỷ đô la thưa quý vị và nó đẩy cho nền kinh tế Ukraine sắp xệ và chắc chắn là sẽ rất khó hồi phục trong nhiều thập kỷ tới đây. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh có Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.